Ok các bạn ơi, này có một thằng cô em trong bạn của mình nó đi bán ếch, đang cần chiếc nọ, chía đưa nọ cho các bạn xem nào. Này các bạn thấy chưa, thằng cô em này đang cần chiếc nọ này đi soi ếch. Thì nó thấy mấy con chim với bé nó ngủ ở trên này, trên cao cao các bạn ạ. Em bảo là mình cần lá cao su bán. Đây nha các bạn nhá, con chim ở trên này nhá. À thằng cu này về soi ếch. Đấy nhá, đây là cái ao cá ở dưới này các bạn ơi. Thằng cu này về soi ếch đây thì thằng cu này soi thấy mấy con chim trên này. Thì do là mấy con chim này nó hơi bé bé thì nọ thì có thể là không bắn được rồi. Bởi vì khoảng cách của chú này nó cũng hơi cao cao ấy các bạn ạ. Thì phải lấy lá cao su bán xem có rơi mấy con phải nướng ăn cho thằng cu này ăn không nhá các bạn nhé. Mấy con chân tráng này nha các bạn nhé. Bán đây chị ơi. Đấy. Em bán máy phát đã, anh mới bán đi. Lá cao su của mẹ của anh bây giờ anh không có tiền mua dây rồi. Cái dây này nó dài quá, không biết là em có bán được không. Đúng đâu, hay đứng trên này đi. Đứng trên này thì ở đứng trên này nhá, phải bán cho ok nhá. Ô, bay hai con rồi các bạn ơi, bay hai con rồi nhá. Từ bán một phát nữa đi. Này, cho đèn của em cho anh nhá. Anh soi hai cái đèn cho nó. Từ để anh quay. Này, bảy một con nữa rồi. Bán đi. Ô, bài hết rồi các bạn ơi. Từ từ nhé, để anh quay cho nó thấy. Anh quay ra thấy em bán thì mới thấy. Từ từ nhé. Đây à, bán như thế này à. Từ từ nhé, từ từ. Để anh đặt cái đèn này. Đèn trên con chim nữa nhé. Trúng không? Không trúng à? Bán lại đi. Bán lại đi đây. Bán không chuẩn đâu. Không chuẩn cứ bán. Cái chi này. Bán tươi rồi rộng rộng rộng. Bán đi. Không à. Không chuẩn quay cho anh bán nha. Đến nước rồi các bạn ạ. Đấy nha các bạn nhé. Mình bán hai phát này trúng con này này. Trúng đầu đấy. Trúng đầu à. Đây bây giờ mình sẽ bảo thằng em là cần chiếc nọ đi bán ếch này thử cho bạn xem chiếc nọ của nó xem có chuộn không nha các bạn nhé. Mình sẽ đặt mục tiêu ở đây để cho em này bán xem có trúng không. Mình phải đặt dưới này tí các bạn ạ. Đấy nhá. Bởi vì là mình là người thích bán thích săn mà. Chỉ đam mê nọ nó súng. Anh mình bán được con chim này rồi các bạn ạ. Mình lấy lá cao su bán được con chim này cho em này rồi. Tên đây. Xem nó có thẳng hay nó cung. Yeah.
cách đây thì cũng cho là 4-5 mét đấy nhé. Trúng không? Ô, các bạn đã giết chuộn rồi các bạn ơi. Bắn lại một phát nữa xem. Giết chuộn nha các bạn nhé, cái nọ của thằng em này. Xem nha. Tính ra nó ăn thớt tí thôi chị ạ. Cực kỳ là mạnh nha các bạn nhé. Các bạn xem nhá. Đẹp ghê. À, một phát thì trúng đây rồi, một phát thì dưới này. Này nó xiên luôn cái chuối này nhá. Là ok các bạn này, bây giờ là mình sẽ bán thử cái nọ của thằng En này cho các bạn xem nhé. Quay camera cho anh. Các bạn ơi, mình bán rất chuộn nhá các bạn nhá. Mình bán nọ của thằng em này rất chuộn nha các bạn nhá. Thằng em này bán không chuộn nhưng mình bán thì rất chuộn nha các bạn nhá. Bạn xem đây nhá. Ui giời ơi, xin ngay cái chỗ này mà trúng ngay cái mục tiêu rồi. Đúng là rất chuộn. Thì video của mình thì kết thúc đây thôi. Mong các bạn vào xem thì ủng hộ cho kênh mình nhé các bạn nhé.